Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vào hôm nay ngày 30 tháng 10 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc một bộ sản phẩm, đó là mẫu sản phẩm hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ gụ Lào đã được chúng tôi sơn PU thiếp vàng Đài Loan. Trong video này chúng tôi giới thiệu chi tiết các cái mẫu mã mới nhất mà chúng tôi vừa mới làm xong. Trong video trước tôi đã giới thiệu phần mộc, quý khách có thể vào trang chủ YouTube để xem thêm. Trong video này chúng tôi giới thiệu hàng hoàn thiện, đây là hàng đặt của anh Hải Đăng Hà, anh ở Hà Nam. Trong thời gian gần nhất chúng tôi sẽ bàn giao. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào cái đường nét chi tiết của bộ hoành phi câu đối này. Bức hoành phi chúng tôi làm dài kích thước 1m97, rộng 67 và ván chúng tôi bên trong làm dày 3 phân. Hàng liền tấm liền khối và xung quanh bên ngoài chúng tôi có bao bọc một, đó là các cái khung khuôn tranh. Khuôn tranh chúng tôi làm dày 7 phân. Khác với hàng bình thường trên hàng chợ là khuôn tranh 6 phân và ván dày 2 phân. Chúng tôi làm hàng đặt sắp tới này toàn là hàng 7 phân và ván 3 phân toàn bộ. Chúng tôi bỏ cái kích thước ván 2 phân và khuôn 6 rồi để cho quý khách dễ hình dung và tham khảo. Bộ hoành phi này chúng tôi làm nền trơn và bên trong chúng tôi chạm ba chữ là Đức Lưu Quang, đọc từ phải sang vì là chữ Hán Nôm. Và xen kẽ đây chúng tôi có đục các cái cây tứ quý tùng cúc trúc mai, tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Xen kẽ giữa ba chữ nho Đức Lưu Quang. Khuôn tranh bên trên chúng tôi chạm cuốn thư và phía dưới chúng tôi chạm hoa hồng. Và đi cùng một bộ này là còn hai đôi câu đối cũng đều không làm phụ đề tiếng Việt. Trong video lần trước tôi đã giới thiệu phần mộc, quý khách có thể vào để xem thêm. Trong video này chúng tôi sẽ giới thiệu clip bộ hoàn thiện đầy đủ. Sơn PU cánh dán và chữ là toàn bộ được thiếp vàng Đài Loan. Và gần đây nhất thì chúng tôi sẽ giới thiệu thêm các cái bộ dát vàng ta cho quý khách tham khảo các cái giá thành. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm hàng uy tín trên toàn quốc, sản xuất cũng nhiều hoành phi câu đối nhất khu vực miền Bắc. Chúng tôi đang tổng hợp rất nhiều các cái mẫu mã cho quý khách tham khảo. Câu đối bên phải này chúng tôi chạm Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Bên trái chúng tôi chạm Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Phần rèm chúng tôi chạm Tứ Quý Bốn Mùa. Phía dưới chúng tôi chạm Lãng Hoa Quả Đào. Đầu bên trên chúng tôi chạm Rơi Rơi Ngậm Đồng Tiền, hay còn gọi là Ngũ Phúc Kim Tiền. Chúng tôi đã ra mẫu vẽ mẫu và mẫu này đang được đánh giá là mẫu độc quyền của chúng tôi và cũng là bán thịnh hành và bán chạy nhất năm 2020. Trung bình một tháng chúng tôi bán từ 100 tới 200 bộ như này. Thì quý khách có thể đánh giá được là cơ sở chúng tôi lớn như thế nào. Chúng tôi đáp ứng ra ngoài thị trường nhu cầu khách hàng mua sắm về hoành phi câu đối ngày càng cao. Chúng tôi liên tục ra các cái mẫu mã hàng cao cấp, các cơ sở bình thường không thể nhái được. Hiện nay rất nhiều cơ sở chỉ chờ chúng tôi đăng clip lên là lấy hình ảnh, chia sẻ và tự nhận là mình làm. Quý khách lưu ý tránh lừa đảo rủi ro, hãy liên hệ trực tiếp với cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể chi tiết nhất các cái mẫu sản phẩm mà quý khách ưng ý. Quý khách hãy xem kỹ các cái đường nét, các họa tiết, hoa văn chi tiết nhất của bộ sản phẩm hoành phi câu đối này, quý khách có thể phân biệt được giữa hàng chợ và hàng cao cấp, nó có rất nhiều giá thành khác nhau. Và bây giờ chúng tôi quay lại toàn cảnh bộ hoành phi câu đối. Chúng tôi nhắc lại kích thước của bộ hoành phi là dài 1m97, rộng 67 và ván là dày 3 phân, khuôn tranh dày 7 phân. Hàng này là hàng đặt của khách hàng ở Hà Nam. Và clip sau chúng tôi sẽ giới thiệu các cái bộ vàng ta khách hàng ở Quảng Ninh và Hải Phòng. Và chúng tôi cũng so sánh luôn cho quý vị xem điểm khác biệt giữa vàng Đài Loan và vàng ta
nó khác nhau nhiều như thế nào thì giá thành nó sẽ chênh lệch. Và đây là bộ sập thờ chúng tôi sẽ bàn giao cho khách hàng ở Đình Vũ, Hải Phòng. Video đang được quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lành, cơ sở 6 đường Đồng Tâm, La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Quý khách hãy đăng ký kênh đồ gỗ Hiền Lành để cập nhật được các video mới nhất mà chúng tôi đưa lên về các sản phẩm đồ thờ cúng, đồ gỗ phòng khách, đồ gỗ phòng thờ. Quý khách hãy đăng ký kênh để nhận được nút chuông thông báo mới nhất về cơ sở đồ gỗ Hiền Lành, các cái sản phẩm mẫu mã mới nhất, kích thước, chủng loại. Đồ gỗ Hiền Lành cảm ơn 8.000 những người đang xem, những người đam mê đồ gỗ thực sự đến với cơ sở. Quý khách hãy đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.